Tao không sửa sáng mai tao không đi làm được. Ai nuôi tao? Thì mày đợi xíu đi rồi sửa. Thì giờ ủa mày không thể dành cái tiền của tụi mày kéo dài tới 3 ngày. 3 ngày sao? Bên nhà anh thì có thôi nôi. Em ráng em chiều nay em hãy sửa xe, ráng mấy tiếng đồng hồ có đồng hồ thôi. Hàng sớm láng giềng với nhau không không cảm chút nào. Nó nói chuyện giỡn hoài, xe nó hư rồi mai sắp đi làm sớm, bây giờ chiều nay sửa không hết rồi sao sáng đi làm. Thì anh biết rồi nhưng mà bên đó thôi nôi có 2 tiếng đồng hồ, em ráng đi. Em cứ nẹt bô vậy ồn ào quá bên bển mấy đứa nít nó chơi được. Trời ơi, giỡn hoài không? Chồm sớm nói nhiều, nói chồm sớm nói nhiều, nhậu có tiền cũng hơi không? Mất chứng gì tôi phải ấy. Trời ơi, bây giờ bên đó mà thôi nôi con nít không à, mời phụ huynh không à, mà ai cũng biết em rồi, cái xóm này mời em nhậu tới em ăn uống xong em lầy lội em chửi bới lưng mới ai dám mời em. Ê, ông nói vậy là sao? Ê, ông nói vậy là khi dễ à nha. Khi dễ gì anh nói thiệt chứ khi dễ vậy. Vậy thôi bây giờ đi về bển đi, chuyện nhà ông làm chuyện nhà tôi làm, chứ bên nhà ông tổ chức tiệc tụng bển rồi ông sập nhà tôi có đó không? Em nói vậy thì sao được, cái đó người ta có chuyện người ta mới qua người ta xin em, mà giờ em nói ngang quá vậy sao được? Không có được gì hết đó, tôi nói lại đó. Bây giờ nói chung là khi nào á mà tôi á mà nổ xe máy liên tục hụn hụn mà quá 10 giờ khuya á thì ông báo công an bắt tôi đi. Còn giờ chuyện đi chuyện mà ngày tôi không, nói cái này nha, nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng nha. Đàng hoàng mày tắt máy không? À, tôi nói nhà tôi đã sửa nha. Tao nói đàng hoàng. Tôi không đàng hoàng làm gì nhau. Bước chạy. Mày có chân thế mày? Quay xử nó với anh coi. Gì vậy? Để tụi nó quất mày nè. Gì vậy? Gì vậy? Này, em muốn xử anh nữa nè. Xử gì? Tụi bay hay kéo nguyên bàn hồ cắn tao. Gì vậy? Cái gì vậy? Bây giờ có chuyện làm quay. Tao đang làm chuyện công chuyện của tao, nhà tao khi nào tao qua nhà mày làm nó đấy. Đi chuyện đi qua cứ chuyện chửi tao kìa. Mình nói chuyện đàng hoàng. Nhà tao đang có công chuyện mà ngày nhà mày đồ sợ hơn thôi. Mày có nhà mày có thiệt tụng bên đó. Quay qua hàng xóm nhau sầm má tao có cắn tụi mày không? Lâu lâu tao có lần à. Thì hàng xóm nhau thông cảm một chút đi, ngồi nhìn chút đi. Xe của tao bị thương. Tao không sửa sáng mai tao không đi làm được. Ai nuôi tao? Thì mày đợi xíu đi rồi sửa. Thì giờ tụi mày không thể dành cái tiền của tụi mày kéo dài tới 3 ngày. 3 ngày sao? Bây giờ á, thằng em của anh á, tụi tôi qua tụi nó tôi mày ai vậy? Bố không? Bây giờ nó cãi bố, từ nó còn đòi ăn quýnh tụi tôi đó. Bây giờ á, ở ngoài bố của nó kéo vô quánh mình em đó, tới đi. Nó quýnh tụi tôi trước á. Bố của nó quýnh mình em đó. Mày gân cổ đấy mày. Mày đỡ với nhau không à? Từ từ cái gì hàng xóm với nhau mày vừa hỏi thôi mày nói chuyện theo quan bây giờ nè, bây giờ anh nói đi anh lớn anh nói đi bây giờ chuyện sao nè, bây giờ bên nhà tôi có tiệc, bên nhà tôi có tiệc nó cứ mở xe rồi nó rồ ga vậy, bên nhà tôi ồn quá làm sao mà mấy đứa nhỏ nó chơi được. Đúng rồi mày ơi, bây giờ ban ngày ban mặt tôi làm chứ mày, tao làm ban đêm sao cử tôi. Tôi xin nó có 2 tiếng đồng hồ thôi, tới 3 giờ là nó làm tiếp. Nó không chịu, nó không bay lại, nó quýnh mình. Ông kể giờ tôi có 2 tiếng tối rồi, tôi không chịu sao? Nè, người ta nói chuyện càng hoàn tay ra xử với mày rồi. Mà thấy con mặt nó bắt tôi không? Ông nó bắt tôi bảo mình tôi chưa? Nó quýnh tôi chưa? Gây nó vô đi, chịu mày. Chẳng quá không? Mày cướp đồ vậy? Thấy không? Ôi, tao giờ làm được. Thấy không? Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Nó bắt em không? Bố tôi đã vô quánh em kìa. Em nói nghe nè, tao không có tiền. Cái cây là quýnh nè, 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 quýnh nè